Thì chị em ai có đau khổ vì bệnh trí mới biết người ta chịu được 17 năm trời như thế nào, nó đau như thế nào. Mà Chúa ra tay cho bà là 6 tháng này bà không cần phải thuốc men gì nữa. Anh chị em thấy chỉ có Chúa mới làm được những chuyện đó thôi. Còn con được ơn gì? Con tên gì ở đâu? Con là Maria Nguyễn Thị Thắm ạ. Con ở nhà thờ Giáo xứ Hòa An thuộc giáo phận Ba Mươi Thuận ạ. À, thưa cha là con được nhiều ơn lắm cha ơi, nhưng con xin chỉ kể có ba ơn mới nhất của con thôi. Ơn mới nhất của con là con đang dưới cái thang cho chồng con, cái nào cây sắt năm mười nó rơi vào đầu con, cái con như vậy, con nhà con đưa con vào trong trong nhà, con cứ Chúa ơi cứu con, mẹ ơi Chúa ơi cứu con, cha ơi người ta mang con đi nhà thương mà. Con cứ đọc lòng thương xót như vậy, làm nơi cha ơi, cái nào người ta khâu cho con đọc 50 kinh lòng thương xót cha. Vậy xong rồi, thằng con út nhà con nó lấy cái điện thoại nó cài lòng thương xót Chúa vào. Cái con bảo, này Chúa Giêsu nếu chứa Chúa con cho con làm việc lòng Chúa. Nếu Chúa các con về, Chúa mẹ đừng xa con một giây. Cha ơi, Chúa để cho con ngủ một giấc từ 10 giờ đến 2 giờ đêm. Con bỏ phát ra như vậy, con nhìn không phải nhà con cha. Mà con rờ lên đầu con không đau nữa. Xong sáng ra con bảo nhà con ấy tưởng con là con bị bệnh não, con nói sáng. Nhà con cứ hỏi con cứ nói đi nói lại 2-3 lần như vậy. Về xong đến lúc bác sĩ họ bảo con như này, cái chị này chị làm sao, cái chị nói sáng rồi. Xong con bảo chứ không, tôi không nói sáng đâu. Cô cứ cho tôi về nhà tôi gần năm, tôi hết đau rồi. Về xong bác sĩ lại hỏi con 2-3 lần dạ, con không đau nữa. Đến ơn thứ hai của con là thưa anh chị em, chúng ta cũng dễ bị người ta bảo mình nói sảng. Từ đi lòng thương xót Chúa, mình cầu nguyện lòng thương xót Chúa, mình sát tín vào những điều mà chỉ có Chúa mới làm được, người ta không tin, người ta bảo mình nói sảng, đúng không? Chắc chắn là như vậy. Người ta nghe những người làm chứng này, có khi người ta không tin và người ta sẽ bảo là con này nó đang nói sảng. Còn những người nghe cũng đang là nghe sảng, có phải không? Đúng thưa anh chị em, nếu người ta không tin. Ngày xưa mẹ hiện ra tại Fatima, mẹ ban bệnh lệnh cũng vậy. Rất nhiều người không tin, rất nhiều người nghi ngờ. Họ đã đe dọa Lucia, Francisco và Jacinta. Họ đã cấm ba em không được đến đó nữa. Họ đã đe dọa, họ đã khủng bố. Họ đã làm áp lực trên gia đình để gia đình cấm không cho các em được đến chỗ mẹ hay hẹn là ở làng Fatima ở trên ngọn đồi mỗi ngày 13 từ tháng 5 đến tháng 10. Biết bao nhiêu khó khăn, biết bao nhiêu thử thách, chứ không phải Đức Mẹ hiện ra là sướng đâu, không có đâu. Mẹ hiện ra với ai, Chúa hiện ra với ai là người đó phải chịu đau khổ. Nhớ, con thích Đức Mẹ hiện ra nữa không? Có người lúc nào cũng khoe Đức Mẹ hiện ra với tôi, mẹ nói tôi thế này, mẹ nói tôi thế nọ, mẹ nói tôi thế kia. Đó là thật hay giả? Thật hay giả? Giả và dối. Dối trá, giả tạo. Đức Mẹ hiện ra với ai mà người đó đi khoe là dối trá và giả tạo? Người mà được Chúa Đức Mẹ hiện ra, họ rất khiêm nhường, họ rất kín tiếng, họ sống ẩn dật. Lucia sau khi mà công bố bí mật Fatima trao cho Đức Giáo Hoàng xong, Lucia ẩn dật vào trong nhà kín cho đến khi qua đời. Không ai biết Lucia là ai nữa. Không hề đi hoang hoang, đi khoe chỗ này, khoe chỗ kia, lên mạng, lên đài, lên video, lên YouTube, lên Facebook khoe. Đức Mẹ hiện ra với tôi, Chúa hiện ra với tôi, Chúa nói tôi thế này, Đức Mẹ nói tôi thế này, Chúa nói tôi thế kia, Đức Mẹ nói tôi thế nữa. Giả trá, giả tôn dối, giả tạo và kiêu ngạo vô cùng. Tại vì không bao giờ Chúa Đức Mẹ hiện ra với ai mà nói, mà phải bảo họ lên trên đài, lên trên YouTube, lên Facebook mà nói giả dối, giả trá. Đó là bàn tay của ma quỷ, đó là chống lại Thiên Chúa chứ không phải là đi theo Chúa, đó là phân tán chứ không phải là quy tụ. Nếu mà quy tụ thì phải làm cho người ta nghe, người ta bình an, người ta hạnh phúc, người ta nối kết với nhau. Đằng này nghe cái sứ điệp đó làm cho người ta phân tán, nghe sứ điệp đó làm cho người ta nghi ngờ, nghe sứ điệp đó làm cho người ta sợ hãi. Vậy mà gọi là sứ điệp từ trời ở đâu bạn ạ?
xin được vì trời gì mà làm cho người ta chia rẽ nhau, xin được vì trời gì mà chống phá giáo hội, xin được vì trời gì mà chống phá Đức Giáo Hoàng. Đến đâu mà làm ra sứ điệp từ trời. Rồi ngày hôm nay 13 tháng 10 tới giờ đã ai chết chưa? Đã có ai đã thấy tận thế chưa? Đã thấy tối 3 ngày 3 đêm chưa? Vậy mà trước đó mấy ngày ầm ĩ lên sắp chết rồi, sắp tối 3 ngày 3 đêm rồi, mua nước, mua mì, mua gạo, toàn là giả dối, toàn là giả trá, toàn là bàn tay của ma quỷ. Nó làm cho người ta hoang mang, nó làm cho chúng ta những người công giáo, những người đi theo đạo mà không vững giáo lý, không vững đức tin là trở thành những người mê tín và đôi khi trở thành những người cuồng tín, người ta cười cho cái đạo của mình. Nhớ cái gì giáo hội dạy, Chúa dạy ta tin, còn thế gian miệng lưỡi con người nói đừng có tin. Dù cho họ nói rằng Chúa nói với tôi, Đức Mẹ nói với tôi thì càng dối trá, càng giả tạo. Nó là còn chúng ta những người làm chứng cho Chúa, người ta muốn bảo mình mê sảng, chấp nhận vì đó là một cái sự thật, người ta không tin thì ta muốn nói gì cũng được. Còn ơn thứ hai, thưa cha, là ơn thứ hai, con có con vi khuẩn Hep B ở trong dạ dày cha, con đi uống thuốc cửa Quy Nhơn rồi là con đi nhiều bệnh viện lắm rồi cha ơi, không khỏi cha. Xong mỗi lần con uống thuốc, các con uống thuốc được 5 phút là con phải đi nằm cha ơi. Con không nằm là người con nó đổ ra. Vậy xong rồi mỗi lần con uống xong con ói, chồng con đưa bớt thuốc đi, chồng con bảo nè, uống thuốc như vậy nhớ có ngày xịt hay thì sao. Vậy con không uống nữa cha. Xong rồi mới hôm rồi được hơn 1 tháng nay, con đi uống hết có 360.000 tiền thuốc cha, cái con cái được con hết luôn rồi. Hết luôn cha. Dạ, cái con được nhiều ơn lắm cha. Hallelujah. Chắc cho kết quả nói hoài, cho kết quả thế ta lên. Hallelujah. Tỏ lên. Hallelujah. Nói sao mà không tạ ơn Chúa nổi, càng nói càng phải càng to lên chứ. Hallelujah. Rồi bây giờ ta tặng cho con một cái máy 365 bài giảng nha. Đây. Rồi cái quạt 105 Đức Mẹ hiện ra tại Fatima nha. Rồi con có chuỗi rồi, cha không đeo cho con, vậy chúng bắt đeo chúng bà kia chết luôn.